Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay tiếp tục là quay cho mọi người xem một cái mô hình là xen canh cây mít với cây cà pháo nữa nha các bạn. Trước đó thì mô hình này thì mình cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay thì mình quay thì mình sẽ cập nhật giá cho anh em mà đăng ký kênh của mình á, thì anh em có thể là nắm được cái giá ha. Hiện tại thì giá cà pháo thì nó đang xuống giá nha các bạn ha, nhưng quê mình hiện tại giờ còn 7-8 ngàn thôi. Lúc trước nó tới là 15-16 ngàn lận, nhưng mà hiện tại là nó xuống còn nửa giá. Tuy rằng vậy nhưng mà cà pháo của mình các bạn thì giá nó sẽ thay đổi hàng tuần nha mọi người ha. Có thể là đợt này là 7-8 ngàn, nhưng mà có thể là đợt sau là nó lên là 10 ngàn nha các bạn, hoặc là nó xuống thấp xuống khoảng đâu 1 ngàn nữa. Nhưng mà trung bình thì cái giá thì nó sẽ nằm từ là 5 ngàn là thấp nhất nha các bạn ha. Ổn định là khoảng đâu là 7-8 ngàn, còn cao nhất là 15-16 ngàn. Thì cái năng suất mà nếu như là các bạn mà kinh doanh mà trồng riêng cái thằng cà pháo này không á, mà các bạn trồng từ là 3-4 tấc cho một gốc á, thì nó khoảng đâu là 150kg cho đến 200kg trên 1000m2 nha các bạn ha. Và một tháng như vậy là mình có thể mình hái từ 600kg, và một năm như vậy là mình có thể mình hái từ là 7 tấn 2 ha. Rất là ngon luôn. Bạn nào mà có tầm 2 công đất thôi thì các bạn có thể là hái từ là 15 tấn trên một năm nha các bạn. Rất là ngon ha. Giá mà nó ăn tầm 10 ngàn thôi là các bạn thấy các bạn có tiền xài Tết rồi. Rất là ok luôn. Về cái phần mà phân thuốc ở trên cây cà pháo này các bạn, thì nó không cần phân thuốc nhiều đâu. Các bạn cưng cái cây cà pháo các bạn vô phân nhiều đi đúng không, thì cây của mình nó dừa các bạn mà trái nó rất là ít luôn. Nó thì do đó thì cái này mình không có vô phân nhiều, mỗi tháng thì mình vô cho nó một đốm phân thôi. Nhưng mà vụ chủ yếu là các bạn phải bón những cái dòng phân nào mà có cái kali, ví dụ như là phân 20-15 của đầu trâu các bạn, thì cái phân đó là nó có cái dôi nè, cũng như là cái lân rồi cái kali luôn nha mọi người ha. Nó khử cái độ pH cho đất của mình á, và cây của mình sẽ không có cao. Còn nếu như là bạn nào mà có đất trống như cái mô hình mình đang quay cho các bạn xem thì các bạn sẽ trồng thưa ha, từ 5-6 tấc cho một gốc, thì cây của mình các bạn thì nó cũng sẽ không có dược đâu, nó sẽ có tàn nhiều. Và khi mà cái tàn nhiều thì cây nó sẽ không có cao nha mọi người ha. Và khi mà mình đi hái mà ở trên cây cà pháo như thế này các bạn, thì nó cũng rất là dễ luôn, nó cũng không có khó khăn gì. Và ở đây thì mình trồng cái gì cũng vậy các bạn, thì mình cần phải là đảm bảo cái lượng nước nha mọi người ha. Khi mà có nước rồi cây của mình thì nó rất là sung luôn đó. Ở đây thì mọi người thấy mấy cái mương đây nước rất là nhiều ha, cũng như là rộng rãi. Tại vì mô hình này là cũng 5 công đất nha các bạn ha, nhưng mà trồng thưa không có trồng sát sát, tại vì chủ yếu là trồng mít thôi. Còn xen canh là cây cà pháo này để mình kiếm thêm cái thu nhập hàng tuần nha mọi người ha. Thì cái đám này thì mỗi lần hái như vậy thì tầm đâu là khoảng đâu là 400-500kg gì nha các bạn ha. Tại vì trồng thưa với lại không có trồng như mà cái mô hình mà mình lên clip mình trồng. Thì các bạn nào mà có ví dụ như là đang trồng gất nè, rồi trồng đu đủ nè, rồi trồng những cái loại cây mà lâu năm các bạn, bưởi chanh gì đó, thì các bạn cũng có thể là xen canh ha. Và mình cũng đã quay những cái mô hình đó trồng trực tiếp cho các bạn xem rồi, các bạn có thể xem lại ở trong cái kênh của mình, hoặc là qua cái kênh là Quỳnh Thủy Tinh Vlog ha. Cái đó là cái kênh chính của mình. Nhưng mà cái kênh đó thì hiện tại là bây giờ thì cũng vẫn là quay làm vườn, nhưng mà gần tới từ tháng 6 cho đến tháng 12 âm lịch mình các bạn, thì mình làm về hoa Tết, thành ra là mình tập trung cái kênh này làm về cái cây cà pháo luôn. Do đó thì bạn nào quan tâm thì các bạn có thể là vào kênh này các bạn xem. Và khi mà ở đây thì mình cũng có là chia sẻ cái hạt giống ha. Thì bạn nào mua hạt giống bên mình thì mình sẽ cho các bạn vào cái nhóm riêng của mình. Cái nhóm của mình là có hỗ trợ cái đầu ra cho các bạn, có nghĩa là ví dụ như là bạn ở Tiền Giang đi, thì ở đây thì mình cung cấp cho các bạn cái mối cái lái luôn. Ví dụ như còn bạn ở Bến Tre, là Đắk Nông, rồi Đồng Nai này nọ đó, thì mình sẽ có cái nhóm là những cái nơi đó có những cái người bạn mà thâu mua cà pháo với giá cao luôn nha các bạn ha. Tại vì những người bạn này là người ta làm mắm, làm cơ sở mắm các bạn, người ta cần cái lượng cà pháo nó rất là xuyên suốt, rất là nhiều. Thì do đó thì các bạn vào thì các bạn mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Còn nếu như là các bạn có rồi thì các bạn vô các bạn cập nhật về giá, ví dụ như tình hình ở Đồng Nai là giá bao nhiêu, ở Đắk Lắk thì cái giá bao nhiêu, Sơn La cái giá nó bao nhiêu, Tuyên Quang này nọ đó. Nói chung là mình giao là hạt giống là cả nước luôn nha các bạn ha. Nói chung là ngày nào cũng có là vài đơn đó, nó chia sẻ cho mọi người như vậy. Nó thì trồng cà pháo này là mình chia sẻ cho các bạn là giống cà pháo trắng giòn ha. Còn giống mà cà pháo tím á, thì ở đây thì anh em nào mà đặt á, này nọ đó, thì khoảng đâu chờ khoảng tuần hai tuần thì mình mới có. Còn không á, là mình chỉ chia sẻ cho các bạn là cái loại là cà pháo trắng giòn thôi. Cái loại này là đang chuẩn nhất cái thị trường nha. Đó, mọi người xem nè. Để mình đi tới mình quay cho mọi người xem tí nữa là mình sẽ dừng cái video nha. Đó, mọi người xem nha. Rồi mình chào.